Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Xin cáo lỗi với các vị là chúng ta hôm nay học trễ 10 phút. Lý do trễ là nó có cái vấn đề cái internet, không biết sao rồi internet nó không có bắt sóng được, cho nên bây giờ chúng tôi phải nhờ cái máy qua cái điện thoại, gọi là cái máy iPad, lấy cái sim điện thoại để live nói chuyện với quý vị đây. Đúng là nó cũng hơi bực mình á. Thật sự chịu thiệt với quý vị là nó cũng hơi bực mình. Bởi vì có một thân một mình mà nó bao nhiêu là phiền. Thôi thì tôi ráng cho tới cái ngày mà mùa đông này bớt việc lại. Thật sự là không giấu chứ huynh đệ là nó bực mình, chứ không phải nói chuyện chơi đâu nghe. Bởi vì cho nên cái bài học bữa nay nó vô cùng ý nghĩa, mà cũng là cái trải nghiệm của mình. Bởi vì ngày hôm qua người ta cho mấy cái cọng rau cần cua, thấy có mấy cái hộp nó già, mừng quá, lật cái hộp nó đem đi xới đất gieo, để mong rằng cho nó lên tiếp để gầy cái giống ra cho nhiều. Rồi gieo rồi sáng sớm phải ra thức dậy phải tưới, chứ không tưới sợ giờ này nóng nắng nóng lên rồi nó chết. Bởi vậy cho nên trăm sự lo. Rồi vô soạn bài kinh để chia sẻ với đại chúng thì mở cái phone ra bao nhiêu là vừa email, vừa messenger, vừa Zalo, vừa Viber, trời ơi, thôi tin nhắn dồn dập, kẻ thì tung người hứng, kẻ thương người ghét, kẻ hỏi tham vấn, kẻ thì dạy đời. Trời ơi, thôi, tôi nói thành ra nói thiệt cái đại chúng là bị cái trần sao à? Cái này nói thiệt là cho tôi nói để tôi xả cái sự căng thẳng. Rồi tới giờ giảng rồi đó mà bắt lên cứ bắt nó chập chờn cái internet không chịu thu sóng, mà gặp mình thì lại không rành về cái mảng internet, về mảng ấy. Thấy nó có cái hiện đó, nó hiện lên sóng đàng hoàng đó, wifi đàng hoàng mà nó không ăn khớp. Hôm sáng nay thì mở cái email, tại vì cái email của tôi thì các huynh đệ biết là tôi không có giấu giếm một ai hết trơn, tôi không có xài cái gì cá nhân riêng. Cái email của tôi nào là trang website của các em bên Việt Nam làm cũng email đó, các cái youtuber cũng email đó, tôi có biết gì đâu. Rồi nhà băng tôi cũng email đó, rồi khoe rịch kha tôi cũng email đó, thậm chí cái gì tôi cũng, mà tôi không có gì riêng hết, cho nên tôi rồi thành ra có một người ở bên Pháp gửi mail, gửi vài thòn, mà gửi cái câu đầu tiên là bắt buộc tôi phải trả lời. Dường như là bắt buộc là đề nghị thầy phải trả lời cho tôi. Tôi nghe thầy giảng vậy đó là coi như là thầy không có người thân nào ở Mỹ, thầy không vậy thì lý do gì thầy qua Mỹ, rồi thầy sao thầy ở lại Mỹ, nhân. Đầu tiên mình thấy người ta bắt buộc trả lời rồi mình cũng cuốn theo trả lời. Ủa trả lời xong rồi tôi nói ủa vậy giống như nhà điều tra vậy, mà ở xứ tự do, mà nếu anh nói anh ở Pháp mà anh ngu si tới mức độ cỡ đó anh đi điều tra người ta thì anh là thuộc hạng người gì? Làm giống như tôi nhớ hồi tôi ở Việt Nam có mấy anh dân quân, mấy anh dân phòng, mấy anh mà gọi là lóc cóc lông cơm, nó cứ vô nó hỏi thăm mình, nó điều tra mình vậy, tôi sao đây là thành phần cán ngố rồi, nó làm cho mình bực mình. Rồi chưa kể là tôi cái mail dài thòn, nào là tôi đề nghị là thầy
tại sao thầy giảng thầy thầy phê bình, thầy chỉ trích mấy thầy đi đám mà bữa đó tôi nhìn trên mạng thấy thầy đám ma, rồi thầy thế này thầy thế kia, rồi tại sao thầy giảng đạo mà thầy ngồi cái giống. Ủa trời đất, cái giống là tôi đàm đạo sẵn qua, tôi mượn cái một cái duyên mới để tôi làm như vậy để cho ai thích vô nghe. Ô, mà anh ta xưng là anh ta là người hiểu biết. Bây giờ tôi đề nghị là thầy phải khi nào thầy chứng đạo như Lục Tổ Huệ Năng là thầy hãy nói đạo. Vậy mà tôi phải cuốn hút theo tôi trả lời, cuối cùng tôi mới nghĩ ủa, cái tên đây là một tên đàn ông mà biết mặc vái. Cái tên đàn ông biết mặc vái mà mình đi trả lời với nó. Thành ra mình là cái thành hoàn toàn cũng như nó, cái thành ra nó làm cho mình động tâm tới mức độ gọi là ngu si, cuốn hút theo dòng ngu si. rồi vừa xong thì có Phật tử đó, trời ơi thầy ơi, con thương thầy lắm, con quý thầy lắm, thầy không trả lời tin cho con thì cũng ráng trả lời tin đó đạo hữu ơi, bữa nay là cái ngày tôi giảng đó, tôi giờ bây giờ các vị thương tôi đâu phải là tôi là ông thầy của riêng một người nào. Rồi bao nhiêu cái việc trời ơi, tôi nói xin lỗi các vị, điều này là làm riết rồi tôi điên luôn. Mà tôi cứ trả lời mail, trả lời riết điên. Thành ra bây giờ kể từ đây tôi nói các huynh đệ đừng có buồn tôi nữa, buồn tôi chịu thôi chứ thiệt sự các vị mà làm quá như là tôi cũng điên theo luôn. Bởi vì công việc các vị đâu có hiểu được cái đời sống, cái cuộc sống ở Mỹ nó không có cái thời giờ. Thậm chí tôi nói thật các vị ăn cũng phải ăn vội, ăn vàng cho nó mới mập như vậy nè. Đó, rồi cũng có người vô chửi nói con người gì mập quá vậy, tu hành mập quá vậy, không nên gọn lại. Các vị đâu có hiểu cuộc sống ở Mỹ nó không có cái thời giờ. Tức là ăn vội, ăn vàng nó mới mập như vậy nè, nó thẳng các vị biết. Các vị biết là cái một cái sự hy sinh của người ta mập như vậy là ta phải có sự hy sinh ở trong đó. Các vị đâu có biết mà các vị đi cười ăn gì mà mập dữ vậy. Bởi vậy cho nên tôi nói các huynh đệ là cái chuyện tu không phải dễ dàng. Thôi nói chơi giờ rồi đó, cảm ơn các vị nghe để cho tôi thọ xả test cho tôi đỡ phiền chút rồi đó. Thôi bây giờ vô đạo nè, bữa nay học cái đoạn này nó rất là hay mà nó làm cho mình có những cái chứng duyên nó khởi lên vậy đó. Nó làm tôi mất cái thời giờ, tôi nói rồi tới chừng mà bắt cái bài lên giảng thì nó lại internet. Cái bài học bữa nay là Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, khắp du cầu thấu giác. Cái bài này dường như tất cả những người Phật tử dường như không ai không từng nghe cái bài này, nếu là Phật tử thiệt. Còn cái nào mà Phật tử ba vô, Phật tử tầm ruồng, Phật tử mà gọi là đàn ông biết mặc vái thì coi như là tôi chịu thua. Còn nếu là Phật tử thiệt, không ai không từng nghe cái bài này. Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, khắp như cầu thố giác. Nếu là Phật tử thiệt, Phật tử học đạo thiệt, Phật tử chân chánh của Phật giáo thiệt, tôi dùng cái chữ thiệt, giả là tôi còn phân biệt, nhưng mà tôi phải dùng vậy thôi. Tôi đang trên bước đà, trên bước đường mà tôi trị cái chấp của tôi, mà cũng như tôi trị cái chấp của quý vị, thì tôi phải có cái vấn đề thiệt với giả, chánh với tà thôi. Còn chừng nào mà mình tu cao rồi đó, mình tu coi như mình siêu việt rồi đó, thì không có nói thiệt cái giả trong này. Này tôi chịu thiệt vậy hả? Cũng như mà mấy cái đàn ông mà tôi chửi đó, tôi nói là đàn ông mà biết mặc vái đó, có nghĩa là đàn ông đó là chưa có tu thiệt. Còn tu thiệt là không có vô dạy đời. Tôi kiểu mà gửi cái mail về thần mà đi điều tra, đi gạn hỏi tôi. Ủa cái điều của anh là người trí thức, đã người trí thức thì anh biết nhân như vậy, duyên như vậy, quả vậy, báo vậy, bổn mạc cứu cánh vậy. Anh là người trí thức, anh tự xưng anh là có học thiền, anh tự xưng anh là tìm hiểu đạo pháp, mà anh đi hỏi những cái câu mà gọi là ngố ngăng như vậy, gọi là đàn ông mà biết mặc váy, có nghĩa là anh nói anh giải thoát mà nửa đêm anh cởi quần, cho nên khi anh giật mình thức dậy anh mặc cái váy của vợ anh chạy ra, đó là đàn ông biết mặc váy là vậy đó.
Tôi thiệt là không có đi hỏi những cái chuyện lằng nhằng đít nhít lăng nhăng. Cái chuyện nào mà liên quan đến giải thoát giác ngộ thì chuyện nào liên quan đến trí tuệ thì anh hỏi. Anh tu thiệt mà anh cởi truồng mà nửa đêm anh mặc cái váy vợ anh chạy ra ngoài đường. Mà nói rộng xa hơn là người điên biết mặc áo quần. Mà nói theo người Mỹ là cúng sủa trăng, sủa chó sủa trăng. Nói theo kiểu người xưa, người thời thượng cổ của Trung Hoa lục địa là chó tên đạo chích sủa vua nghiêu. Hồi đó tôi nói chư huynh đệ biết đó là hiện giờ là cái trang, tôi cũng nói thẳng là YouTuber là không có trang nào mà tôi làm hết đó, do Phật tử làm hết. Còn chỉ có Facebook là tôi mở lên là tôi nói vậy cho những ai hữu duyên vô nghe. Không thích nghe thì đi tắt thiền sang bến khác. Tôi hướng dẫn là tôi hướng dẫn đạo, mà đạo này là đang cái đạo tương đối, chứ tôi chưa nói tới cái đạo tuyệt đối. Tuyệt đối thì tôi bật ngôn ngữ rồi còn cái gì để nói. Mà vậy mà thứ đàn ông biết mặc váy vô đề nghị tôi là thầy thì im lặng lại hơn, im lặng lại hơn. Đồ cái thứ ăn bả hèm, ăn cám sấu, ăn ruột cùng rùa, ngu si vô trí. Ai tới gặp tôi là tôi phan láng hết trơn á. Tôi nói thật các huynh đệ đó, cái người trí là tôi đãi bôi theo kiểu người trí. Mà người đàn ông biết mặc váy thì tôi đãi bôi theo kiểu đàn ông biết mặc váy. Tôi dạy đạo tôi bắt buộc đâu bắt buộc ai phải vào nghe. Ai có duyên thì nghe, không có duyên thì thôi. Nghe rồi đi bắt bỏ bẻ những cái chuyện lặng nhặng lại nhại, giống như là bới cái đống cứt gà sáp để đi kiếm con vi trùng vậy. Là anh hiểu đạo ở chỗ nào? Anh là thuộc thành phần gì mà anh đi anh bắt bẻ tôi? Tôi cho nên có những người thấy mình khiêm tốn, tôi là khiêm hạ lắm. Có những người coi như là tôi cúi đầu, tôi cung kính, là tôi gọi đạo hữu và tôi xưng tôi không chứ tôi xưng trò, chứ tôi còn không có bao giờ xưng thầy với ai. Rồi có những cái tên mà gọi là đá cá lăng dưa, đầu trộm đuôi cướp, bợ dép liếm dài, cán ngố vô để mà làm bộ bắt lỗi tôi. À, vậy thầy tu thế này, thầy tu thế khác, thầy tu thế nọ, thầy tu thế kia. Tu là cái gì anh giải thích được chưa? Hay là anh còn ôm vợ anh mà, hay là anh bắt lực rồi vợ anh nó xô anh rớt dưới sàn, là bây giờ anh luôn cái váy lên anh mặc mà anh vô anh bắt lỗi tôi tu thế này, tu thế khác, tu thế kia. Bởi vì cái lỗi này sao nó nhiều quá trời quá đất rồi nghe. Cho nên tôi các vị biết là đây là cái diễn đàn, là cũng là cái sân chơi. Bởi vậy cho nên giờ Phật tử mà vô gọi là cái sân chơi bát nhã là tôi vui lắm vậy đó. Chơi trên bình diện để tiến về cái trí tuệ, chứ không phải đây là cái chỗ mà để mà các anh vô các cái YouTuber tôi rồi nghe rồi đi gửi mail bắt bẻ tôi. Gặp con mắt tôi nó đuôi mà đi bắt bẻ làm gì nè, để tôi đọc cho các vị coi. Mà tôi ráng tôi phải trả lời, mà tôi trả lời và trả lời rồi cái tôi mới thấy mình ngu. Mến thầy, tôi có vài thắc mắc xin thầy quan hỷ phải trả lời cho, bắt buộc tôi phải trả lời. Thầy nói thầy không có thân nhân bên Mỹ, vậy thì ai là người bảo lãnh thầy qua bên đó là ai và lý do điều kiện nào thầy ở lại đất Mỹ? Ủa anh là cái gì? Cái cảnh sát Mỹ này nè, thậm chí cái thằng cha tổng thống Mỹ này còn chưa có quyền điều tra tôi như vậy nữa. Chừng nào mà tôi làm tội làm tình FBI mới có quyền. Bởi đây là cái thứ mà vậy mà xưng là qua bên Pháp 62 tuổi đó nghe các vị. Tôi trả lời rồi tôi mới thấy mình ngu. Rồi thầy vẫn còn làm những cái việc như cầu siêu cho người nằm trong quan tài, tụng kinh gõ mõ, cho dù tiếng Việt Nam đi nữa cũng còn đâu khác gì tăng ni khác. Tuy rằng thầy có nói lên sự thật về các tăng ni đi làm đám ma, mà sao thầy vẫn đi làm đám ma? Ủa? Cái chuyện đám ma ai cấm? Tại đó cái bây giờ người ta không có rước ai được, bây giờ người ta có cái lòng tin như vậy mà nhất là người ta lại, ông chồng là người Mỹ, vợ thì người Tàu, không quen biết ai mà người ta biết là vợ người ta là Phật giáo. Người ta bây giờ rước tôi tới đó, tôi là đám ma, tôi quay phim chơi cho cái cách ở đám ma Mỹ vậy, giờ nó vô rồi nó cũng bới cái đám phân trâu hay đám phân gà sáp lên nó kiếm chuyện với tôi nữa các chị.
đời đời có phải đàn ông mà đàn ông biết mặc váy không, mà không trần không không lộn không mặc váy mà mặc áo ngực đàn bà nữa, mặc áo ngực ở dưới á. Gì à, các tăng ni kia cũng chỉ là người tu chưa có đắc đạo thì dân họ vẫn bị sai lầm. Cái hạnh Bồ Tát tức tốt nhất của người tu hành là phải sửa mà ghi giống như chữ sủa vậy, nó hay quay, mà phải chính họ tìm ra cái lầm của họ thì mới sửa được, không cần thầy phải nói ra đâu. Ai ăn thì người đó no, ai làm sai thì người đó trả quả, bài học của ai thì người đó tự biết. Tôi làm cha của ba cháu mà nào các con tôi nó có nghe tôi 100% đâu. Tuy tôi đã cố gắng dạy cho chúng từng chút một, uống nước sôi 100 độ thì phải bổng miệng, mà chỉ có người uống mới nói thôi, vân vân và vân vân. Trời ơi, với cái mèo tôi nói dạy thòn mà ngày nào cũng biết, mà bắt tôi phải trả lời. Ông nội ơi, sao mà nhiều thế gian này. Cái này nó không phải là người điên, mà nó cũng phải là khôn, mà nó là khinh. Bây giờ tôi đặt cái từ mới, ở trong đây mà ai nghe đạo đó mà nửa khôn nửa tỉnh, nửa khôn nửa khùng, nửa điên nửa tỉnh, gọi là khiên. Nó khiên cho nên nó nói trước nó lộn sao, sau nó lộn trước, nó làm cho tôi bị trần sa quạt. Cho nên tôi nói thiệt các vị đừng có buồn, mà tôi cảm thông, tôi không biết trút ai, tôi trút cho diễn đàn cho các vị nghe, các vị quan hệ cho tôi nghe thiệt lòng. Nó làm cho mình căng cái đầu lắm. Rồi bây giờ học nè, học cái nhờ vậy mà học cái bài này nó mới có kết quả nè. Nếu ai là Phật tử thì như tôi nhắc lại là không ai không biết cái câu Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. À, nhớ nghe. À, ly thế mít bồ đề, du với cầu thố giác. Có nghĩa là Phật pháp ở tại thế gian này nè, không có rời cái pháp thế gian giác, mà rời cuộc đời mà đi tìm cái đạo giác đó, đạo bồ đề đó, thì khác nào như đi tìm cái lông rùa sừng thỏ. Đó. Đúng rồi, cái bệnh chúng sanh là thích làm thầy thiên hạ vậy đó. Mà mình tôi hỏi các vị, tôi nói nữa, tôi đâu có bắt buộc ai phải nghe. Rồi bây giờ tội cho tôi nhớ quê hương, nhớ xứ sở, nhớ bà con thân thiệt, tôi hay thích ngồi nói chuyện chơi với Phật tử, là tôi phải ngồi cái giọng đung đưa, là tôi nhớ rằng, đó là tôi nhớ cái văn hóa, cái quê hương dân tộc của mình, tôi ngồi tôi đung đưa nó cũng kiếm chuyện, nó nói thầy tu gì mà ngồi giọng đung đưa, không quy nghi, tôi đó là tôi đâu có giảng pháp, tôi ngồi tôi nói chuyện, tôi quay lên chơi cho mấy bạn bè biết là bữa nay tôi còn khỏe. Hay là thí dụ giờ tôi ngồi cái ghế này nè, tôi thích ngồi cái ghế gì nè, thì nó cũng kiếm chuyện. Trời Phật ơi, thì thôi kiếm chuyện thì đừng có nghe giùm tôi một cái. Mắc dịch ông bà, ông giải, ông cố, ông sơ, bà cố, bà hồ, tổ tiên, tiên tổ, ba sáu, họ cha, ba, họ mẹ, đội mồ, sống dậy bắt phải vô coi tôi hay sao mà coi tôi rồi đi phiền não. Thì đó là cái thứ gì? Cũng như tôi giảng đạo vậy, tôi đâu có bắt buộc ai phải nghe. Mà vô nghe rồi phiền não là cái thứ gì? Nếu mà cái người trí người ta nghe biết coi cái ông này ông nói cái gì, ông nói cái có đem lại cái sự lợi lạc hay không, có đem lại cái sự giải thoát giác ngộ trí não của mình hay không. Mình mắc dịch, mắc gió, mắc tôi, mắc bà hồ, bà cố, ông bà, ông giải gì, ông sơ, ông sợ, ông sắm, cố tổ tiên sơ gì mà tự nhiên vô coi rồi bây giờ đưa hai con mắt của cha mẹ đẻ ra sao mấy tuổi rồi cũng lờ mờ rồi chứ. Đi nhìn từng cái coi ông thầy này bụng bự hay bụng nhỏ, nhìn thấy coi ông nói chuyện miệng méo hay miệng tròn, nhìn thấy coi thế này thế kia, bà cố bà hồ đội màu sống dậy hay sao. Trời Phật ơi, ngu si mà không để cho người ta có chỗ ngu si chứ. Cho nên tôi nói cho huynh đệ là tôi thích vậy, là tôi thích cái làm theo cái của tôi. Ai thích thì vô nghe chơi, cuộc đời này chơi mà, không thích thì thôi. Còn cái thứ mà vô nghe mà bắt lỗi đó là cái thứ là đá cá lăn dưa, là đầu trộm đua cướp, là ăn bả hèm ăn cắm xấu, là cái đầu to mà ốc trái nho, là cái thứ mà vợ cho mặt vái, cái thứ mà coi như là cha không là cha mà con không là con, mà tôi không là tôi mà thầy không là thầy đó.
cái thứ đó dạy đời thiên hạ. Còn tôi là trách nhiệm bổn phận tôi là ông thầy tôi thì bây giờ tôi nói được cái gì tôi nói, còn để biểu tôi chừng nào chứng đạo đi hả nói. Anh là cái gì mà anh biết chứng đạo? Bởi cho nên cái người ngày nay đó học đạo mà không thầy hướng dẫn á, thành ra cho nên không có biết đường đi lối về, thấy cái ánh sáng mập mờ, tưởng đâu đó là cái tia sáng của vũ trụ, rồi tưởng đâu là mình là cái rốn của vũ trụ, ai ngờ mình là cái lỗ đích của vũ trụ. Cái lỗ đích của vũ trụ chứ đâu phải cái rốn của vũ trụ đâu, mà tưởng đâu mình là cái rốn của vũ trụ. Mới uống được một hai giọt nước biển thì tưởng đâu ruồi, ruồi uống giọt nước biển tưởng đâu nước biển nó vơi. Đồ điên biết mặc áo quần. Trở lại bây giờ nói nè, không nói nữa nghe, giờ nhất tới đây là hết rồi đó, không nói nữa, bây giờ bắt đầu nói đạo nè. Bây giờ hãy nói về thế gian. Thì tôi phân tích cho quý vị nghe cái thế gian á. Tôi đã thường nói hai cái chữ thế gian á, có nghĩa là nó cộng lại với nhau, chữ thế là thời gian, mà chữ gian là không gian. Mà cái không gian, thời gian cộng lại mới gọi là thế gian. Đó quý vị phải nhớ rõ vậy chứ đừng nói thế gian là hỏi cái gì gọi là thế gian. Mà thế gian thì Đức Thế Tôn đã từng nói là nó vô thường. À, trong Bát Đại Nhân Giác, Ngài An Thế Cao, Ngài viết rất rõ đó, thế gian vô thường, quốc độ nguy thế, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, hư ngụy vô chủ. Đó là Phật tử đó, giàu xuất gia hay tại gia mà không thuộc cái đó đừng hô hào là Phật tử. Là Phật tử mà không biết thế gian vô thường thì đừng vỗ ngực xưng tên là Phật tử. Là tu sĩ Phật giáo không biết thế gian là vô thường. Còn cái chuyện bây giờ tôi xin lỗi các vị á, nói nó vô thường là nói, chứ còn mà cái chuyện mà có chứng được vô thường hay không là cái lại là một chuyện khác. Các vị là cái thứ gì mà các vị đòi tôi phải chứng vô thường? Còn bây giờ tôi nói vô thường cho các vị cứ quán chiếu đi. Trời mẹ ơi, đòi chứng mới nói. Mà chứng là chứng cái gì? Chứng con khỉ khô gì? Chứng xăm bí đao hay là chứng la hân quả? Hai cái nào bây giờ thiên hạ cũng chạy dài trên, cái nào nó cũng có vị ngọt, cái gì bí đao hoặc là hân quả gì nó cũng có vị ngọt hết trơn hết trội đó. Nó cũng có cái nguyên tố làm, là có những cái gọi là hóa chất để làm độc hại hết trơn á, cho nên không có chứng gì hết trơn á. Tu hành mà hiểu tường tận đạo rồi không có chứng con khỉ khô gì hết trơn á. Cái thứ mà còn nói chứng này chứng nọ chứng kia chứng cái là chứng đó là cái thứ gọi là mới tu. Có cái gì mà để gọi là chứng chứ? Thế gian này vô thường, quốc độ này nguy thế, tứ đại này khổ không, ngũ ấm này vô ngã, hư ngụy vô chủ, cái gì để chứng? Mà chứng là chứng cái gì? Tu hành chứng là chứng cái gì chứ? Trời Phật ơi thiệt. Cho nên trở lại cái gì thế gian thì nó có hai thứ, gọi là nhị thế gian thì gồm có tình thế gian và khí thế gian. Tình thế gian là tình cảm giữa con người với con người, với giữa con người với những loài động vật. Nó có tình thức thì gọi là tình thế gian. Ngoài cái con người ra thì nó còn như trâu, bò, heo, chó, nó còn có thần thánh, ma, quỷ, cái gì mà nó có cái tình thức đi. Nói vậy đi, nói cho nó đủ để thôi, rồi nói thiếu cái nói tôi à, thiếu à, giống như cúng của hồn phải cúng cho đủ à, thập loại của hồn lận à. Kể cả có thầy tu trong đó cũng là loại của hồn à. Chứ mà đọc mà thiếu cái là không được à. Đó. Cho nên tình thế gian là vậy đó. Cái gì mà nó có cái tình thức, nó có cái thương, nó có phải ghét, nó có bồng bềnh, nó có cái sự phân biệt thì gọi là tình thế gian. Khí thế gian là ngoài cái con người, ngoài cái động vật ra, ngoài cái tình thức phân biệt ra, nó còn trời, trăng, mây, nước, thượng, coi như là cỏ cây, hoa lá, gọi là khí thế gian. Mà cái danh từ ngày nay được gọi đó là khí thế gian, là cái môi trường sống. Học đạo là học vậy đó, nó mới không có ngu. Đừng có học đạo mà học cái kiểu rồi ngu thêm thì học đạo làm cái gì.
các vị phải cho tôi nói mà tôi nói mạnh bạo như là tôi quýnh tan tành qua lá vậy, là các vị là người nào mà chịu nghe được là tự động tẩy cái não ngu si. Còn thôi mà cái não ngu si nó bền bồng, nó bám, nó díu, nó sanh, nó diệt ở trong rồi, chừng nào mà mới học đạo thiệt. Để cho tôi mà tôi chửi gì nó mới ra kinh. Tôi nói thiệt vậy à. Ai không bằng lòng, ai nói rằng tôi không quay nghi, không đạo mạo, không tế hạnh, không hiền thì đừng vô nghe. Còn mà ai mà chấp nhận nghe gì thì vô nghe, mà nghe gì nó mới tẩy cái não ngu si ra được mới hay. Trở lại khí thế gian là cái môi trường sống, mà cái hai thứ này đó tôi đố ai mà tách rời ra được. Dù anh là ông Phật, dù anh là ông thần, dù anh là ông thánh, dù anh là ông trời, dù anh là cái gì đi chăng nữa, cũng không thể tách rời ra hai thứ này. Đó là con người và sự sống. Hay nói khác hơn là hữu tình và vô tình. Là hai thứ này nó phải gắn liền nhau, nó mới gọi là thế gian. Cho nên không thể trốn chạy đâu khỏi. Cái thứ mà tu hành mà nói bây giờ tu để lên non bồng nước nhược ha, lên đó để luyện gì đó để mà tách rời cái nhân gian này đó, nó cái thứ đó là càng thứ ngu si, càng ngu dữ nữa. Thứ này là ngu này, ngu không có số nhà. Các vị đừng có bắt lỗi tôi, nói là thầy khôn chưa mà thầy chửi ta ngu. Cái này không phải, tôi cũng vậy thôi, tôi cũng giống như các vị thôi. Ý của tôi muốn nói như vậy để muốn nói cái gì ở trong đó. Cho nên tu hành là gọi là thoát tục tức tiên cốt, đa tình thị Phật tâm, chứ không phải lên non bồng nước nhược mới là thoát tục. Ở trên đó có cái thứ gì ở trên đó đâu mà thoát tục phải lên đó. Mà thoát tục là mình ngồi thành thị nết dùng sơn lâm, muôn nghiệp lặng, an nhàn thể tánh, nửa ngày rồi tự tại thân tâm, tham ái nguồn rừng, chẳng thèm nhớ đến châu yêu ngọc quý, thị phi tiếng lặng, được dầu ghé yến thốt quên ngang. Đó là cái lời của vua Trần Phật Hoàng Điều Ngữ Trần Nhân Tông đó. Dám cãi không? Quý vị dám cho là vua Trần là nói sai không? Nói đi. Cho nên thoát tục tức tiên cốt, mà đa tình thị Phật tâm. Đa tình này không phải là tình mà của mà phải quấy liếng lưu, mà đây là cái tình thương nhân rộng, là cái tâm quảng đại, gọi là đa tình. Các vị nhớ cái chữ nó từng chữ vậy, chứ không phải tình này là một ông nào đó có vợ rồi, cái rồi đi đá lông nheo với một cô nào trẻ đẹp hơn, rồi đi đá giò lá với bà nào quá phụ, rồi đi gian díu với cái bà nào đó bị thôi chồng, gọi là đa tình. Không có à, cái thứ đó là cái thứ của thế gian. Còn đằng này nói đa tình ở đây á, là cái tấm lòng nó rộng mở, nó khoan dung, nó tha thứ, mà có nghĩa là nó ấp yêu, nó dung chứa để nó hóa giải cái nỗi khổ niềm đau, gọi là đa tình. Chứ đừng có hiểu theo kiểu đa tình là nhiều vợ với đa tình. Mấy nhiều khi nói thiệt các vị á, giảng đạo gì chứ nó cũng có cái chướng lắm nghe. Nó có cái chướng ghê lắm á. Gặp cái thứ mà đá cá lăn dưa, cái thứ mà đầu trộm đuôi cướp, cái thứ mà bợ dép liếm dài, cái thứ mà lòn trôm cuốn gói, cái thứ mà nó cũng vô nó bắt lỗi đủ thứ ở trong, chứ không phải mà giảng đạo gì là sung sướng đâu. Nó cũng làm cho mình ngăn chướng lắm á. Ta nãy giờ học hai chữ thế gian nó hay không? Bây giờ tu hành ta chạy đâu với cái hình hài này? Tu hành là không có rời khỏi cái hình hài trốn chạy nó được. Dầu nó lên cao hay xuống biển gì cũng không chạy đâu được. Bây giờ cái hình hài này nó luôn gắn liền với miếng cơm, với manh áo, với thuốc men, với vật thực. Tất cả đều từ nhân duyên tạo nên. Thì tu thì có nghĩa là làm sao mà trong nhân gian này mà lòng vơi đi nặng trĩu. Thì như vậy mới tu. Đừng có nói láo. Đừng có nói láo. Tu là trốn chạy, chạy đi đâu? Chạy đi đâu mà trong khi bây giờ mình vẫn còn miếng cơm, vẫn còn manh áo, vẫn còn thuốc men, vẫn còn vật thực. Vì lý do đó mà trốn chạy, mà cái thời Phật còn tại thế là có cái đạo lõa thể.
lõa thể tới mức độ mà nó mặc không mặc quần áo, mà không mặc quần áo mà nó cho mấy cô gái lại nắm cu nhúc nhích vậy mà con cu nó không động á. Giờ tôi nói thiệt vậy à, cho nên ai muốn bắt lỗi tôi, muốn cắt video này ra mà nói xấu tôi, nói tôi tu hành mà tôi nói cu với cặc cũng tôi cũng không sợ nữa. Vì vậy mà Bà La Môn Giáo nó có giáo phái vậy đó. Tu sao mà làm sao mà tới mức độ mà họ cuột cái dây lòi tối vô cái con nhỏ, cái thằng nhỏ đó, rồi họ họ câu lên mấy ký, rồi cho mấy cô gái vũ múa mà lại nắm nắm nhỏ nhúc nhích mà nhỏ không nhúc nhích đó. Nhưng mà thật ra thì đối với đạo Phật thì không cần vậy. Cái chuyện mà ngồi mà luyện luyện như vậy đó thì nó xưa rồi. Cho nên ý Đức Phật muốn là luyện cái tâm. Vì vậy mà Phật mới nói là đoạn tâm chứ không cần đoạn âm. Đây là tôi nói sự thật à. Dầu tôi có dùng danh từ gì đi nữa thì cái nghĩa đó, ý nghĩa đó là nó cũng ý nghĩa đó. Đó. Thành ra đừng có ai mà vô mà ý mình là con người có học, cha mẹ mình là con người có học, rồi cho mình đi học, rồi bây giờ vô bắt bẻ những cái danh từ đó với tôi. Anh có nói cỡ nào thì cũng cái đó à. Thì thay vì mình nói thẳng, nói thuần, nói theo kiểu nhà quê vậy cho nó rõ ràng đi. Anh là cái thứ mà đầu 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 trộm đuôi cướp, cái thứ mà đá cá lăng dưa, mà anh có dùng cái danh từ gì có cao thượng đi chăng nữa thì nó cũng có nghĩa đó à. Còn tôi là người nhà quê thì tôi dùng cái danh từ nghĩa đó cho nó rõ ràng vậy, không có giấu giếm gì đâu. Tu hành không có cần, cho nên bây giờ mình nói thẳng là tu hành hễ còn miếng cơm manh áo, hễ còn biết mặc quần áo, còn biết ăn cơm, còn biết uống thuốc, còn biết lạnh biết nóng thì bây giờ phải nói rõ ràng vậy à. Cho nên tu là sao? Tu là làm sao mà ở trong nhân gian mà lòng vơi đi nặng trĩu. Sở dĩ tổ tổ sư Huệ Năng thì ngài hiền, cho nên ngài nói nó nhẹ nhàng, tôi phơi bày nó vậy đó. Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian gia. Đó, cho nên tu là làm sao mà ở trong nhân gian này mà lòng vơi đi nặng trĩu. Tu là làm sao mà cọ sát với đời mà chứng nghiệm an lạc hạnh phúc, không có trốn chạy. Cái thứ mà tu mà trốn chạy là cái thứ dở ẹt. Cho nên có một ông thầy đó, ông muốn ông làm ông thiền sư, ông làm thiền sư. Cho nên là thấy thấy công danh sự nghiệp phú quý tiền tài nó ngao ngán rồi, cho nên quyết chí giao lại cho vợ cho con lên trên non tu. Tu 30 năm trời, tu 30 năm trời, cái rồi bữa đó cũng có một cái anh khác, ảnh suy nghĩ, anh nói cuộc đời này nó công danh nó cái thế đó, bây giờ có đó, có cỡ Trung Nguyên rồi đó, cỡ Trung Nguyên rồi đó, đó tu kiểu đó đó, bắt đầu thấy tiền nhiều để làm gì, muốn nói một câu vậy để cho cả thế giới nó đem nó bàn luận gì để trở thành một doanh nhân. Tiền đã làm gì mà trong khi vợ mình giải quyết không được, cà phê này không chịu truyền nghề cho một ai, phải giữ cái hãng cà phê này cho tới ngày tận thế, vậy mà đặt câu hỏi tiền nhiều để làm gì. Hoa bây giờ là Hoa coi như là Hoa giữ cái cà phê này của Hoa, là coi như là Hoa sống chết Hoa giữ nó, thà Hoa mất em chứ Hoa không có mất cái thương hiệu cà phê. Vậy mà qua hỏi em vậy chứ em tiền nhiều để làm gì? Bà hầu, bà cố, bà sơ, bà sắm gì làm ơn nghe dùm tôi. Trời ơi, nói một đàng mà lộn lại một ngã. Thế thì bây giờ anh ta là tôi. Tôi hỏi hỏi tiền nhiều để làm gì? Quàng cái khăn rằng ra tòa án đó mà tiền nhiều để làm gì? Thế thì anh ta đi chạy chạy để muốn muốn tu mà. Cho nên á, tôi nói các vị á, muốn mà chứng nghiệm được an lạc hạnh phúc thì phải cọ sát với đời vậy nè, cọ vậy nè, hai cái cọ vậy nè, nhưng mà cọ vậy mà nó không dính nè thì nó mới gọi là em ơi hạnh phúc em ơi. Còn bây giờ mà cọ ăn gì, cái điện nó chạy rần 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 rần
thì tôi hỏi các vị thì hạnh phúc ở chỗ nào? Còn gì nè mà nó không nó ra lửa ra, nó xẹt ra lửa ra, nó không có điện, lần điện nó không dính nhau á mới cọ mới hạnh phúc. Còn mà bốn mắt nhìn nhau mà tôn trào máu họng, ô xin lỗi các vị, thế gian nó bốn mắt nhìn nhau tôn trào gì đó, máu lệ hay máu họng nghĩa biết đâu nó. Trời ơi, đạo nó hay quá mà phải cho tôi giảng thiệt vậy nó mới hay à. Tôi nói thiệt vậy hả? Mà biểu mà tôi mà ngồi im lặng, mà tôi ngồi tôi không ảnh cái bụng tôi, mà tôi ngồi tôi nói từ từ là nó không có gì gọi là hay hết. Tu hành mà đòi cảnh yên thì mới yên, cảnh động thì ta bị hạt động là tu cũng khỉ khô gì. Vậy đó. Cho nên tu mà nói trời ơi tôi muốn tới chùa đó tôi tu mà nó ca nó hát rần rần, tôi muốn tới cái chỗ đó tôi tu mà ôi nó làm gì mà nó vỗ bồn vỗ trống, thành ra nó làm cho tôi không có tu được. Trời đất ơi, trời đất ơi, cái tu mà người ta làm mình tu không được vậy thì tu cái gì? Cho nên tu hành không có đòi cái cảnh nào mà yên, mà cũng không có cho là cái cảnh nào động hết trơn á. Trong động nó có tịnh mới gọi là tu chứ. Tu hành mà thằng chồng nó cái ngày mình ăn chay mà nó đem nó quất nguyên cái tô cà rô kho tổ, nó thơm nực nồng, nó có mùi tiêu, mùi tỏi, mùi hành, mùi mỡ nó bay nực nồng vậy mà mình ăn được mà mình không có nuốt nó miếng ực, rồi mình không có thấy mình bực mình thì mới gọi tu chứ. Trời Phật ơi, ngày đó là ngày mình ăn chay, mình ăn muối tiêu muối ớt, mình ăn chuối già, mình chấm muối ớt, mình ăn mà thằng chồng mình nó chơi vậy đó, nó quất nguyên cái tô cá kho thơm nực nồng vậy, nó chọc tức mình vậy đó. Một là mình nuốt nước miếng mình thèm là không tu rồi, hai là mình nói bữa nay tôi tu, bữa nay tôi ăn chay mà quỷ nó phá nhà chay thì là coi như không có tu rồi, không có tu rồi. Hai cái đều bị động hết trơn rồi, vậy sao tu? Trời Phật ơi, cho nên nhiều người luôn bất an và bất mãn với điều kiện mình đang có mà luôn mơ ước cái chỗ khác, đó là lòng ngổ ngang, là tù ngục chứ tu cái gì. Như vậy không chẳng những tự mình phiền tối mà còn dung giải cho mọi người xung quanh. Bữa nay mình ăn chay à, cái giận à, tối cái rồi đây ba mày bữa nay thì cái tao giận dữ lắm mà bữa nay tao ăn chay mà chọc tao vậy đó, quỷ, bởi vì quỷ cái chữ người ta quỷ à, mà mình ăn chay mà mình rủa người ta quỷ à. Cho nên tu hành là phải cho cái lòng nó không ngổ ngang thì không có tù ngục. Như vậy không chẳng những tự mình phiền tối mà còn dung giải cho những người xung quanh. Cho nên ta nên đứng trên cái đôi chân và gánh trên vai những trách nhiệm của chính mình. Ta đừng đòi hỏi luyện mình trong một trung tâm tu học nào để thành tựu cả. Chính ta mang trong thân năm quẩn này cả một chuỗi nhân gian, cả ồn ào, cả xuôi ngược, thì ta bỏ đi đâu cho khỏi chứ. Hãy nhìn sự thật nó chính mình và mình chuyển hóa. Cho nên như vậy mà tổ nói rất hay, Phật pháp tại thế gian này chứ không đâu xa lạ, không thể lìa thế gian mà có sự giác ngộ. Đức Phật giác ngộ ngay nơi thân này, cảnh này. Vậy thì chúng ta cũng giác ngộ là cũng giác ngộ ngay nơi thân này, cảnh này. Thế gian có muôn vàng, có vô vàng điều kiện mình giác ngộ. Khi ta có tâm thức đủ lớn thì nơi đó, nơi nào cũng có điều kiện làm cho ta thức tỉnh. Như chiếc lá rơi cũng làm cho ta giác ngộ, như mùi hương qua dạ lý cũng làm cho ta giác ngộ, như viên đá rơi cũng làm cho ta giác ngộ. Khéo thì giác ngộ ngay nên những cái việc chạm phải, còn không khéo thì chạm trúng Phật cũng không thể nào giác ngộ. Đó, tôi nói cho các vị tu thiệt là vậy đó. Cho nên hồi đó có một ông thiền sư, ông thấy đệ tử nó cứ nôn nao nó muốn giác ngộ, cho nên bữa đó ông mới rủ đệ tử thôi, bây giờ coi như là theo ta đi ra ngoài vườn. Thì có ông đệ tử theo ra vườn, ông nhìn ông nói bữa nay trăng 16 sáng không con? Nó dạ thưa thầy trăng sáng. Ông hỏi cái ông nói gió bay có mát không con? Dạ thưa thầy mát.
mùa bông hoa nguyệt quế có thơm không con? Dạ thơm. Thì ông nói, ồ thì ta cũng như con vậy, ta cũng bữa nay cũng thấy trăng sáng, ta cũng nghe cái mùi gió lạnh, ta cũng nghe cái mùi bông nguyệt quế thơm. Vậy thì giác ngộ là vậy đó con. Rồi hòa thượng Niết Bàn á, hòa thượng chùa Niết Bàn, hòa thượng bữa đó hòa thượng nói này, chư tăng à, bây giờ các ông bữa nay vác cuốc ra đồng làm cho xong mớ ruộng thửa ruộng này với ta nghe, làm xong thửa ruộng đi ta nói pháp đại thừa cho mà nghe. Cái làm xong cái chư tăng chúng làm xong thửa ruộng, cái trưa hôm đó chư tăng mới nói bạch hòa thượng, con làm xong rồi hòa thượng xin nói pháp cho con nghe. Cái ông đứng ông giang tay vậy nè, ông đứng giang tay, cái có bao nhiêu người hiểu được đạo. Cho nên á, học đạo là vậy đó, đâu có cái gì ngoài ngoài ta đâu, ngoài ta đâu mà chúng ta phải cuống cuồng. Chính ngài Khổng Tử mà ông còn dám mà khẳng định, ông nói là thiên hạ giai tri mỹ chi di mỹ, mà tư ác dĩ giai tri thiện chi vi tiện, tư bất thiện dĩ cố hữu vô tương sanh, nạn dĩ tương thành, trường đoản tương hình, cao hạ trương huynh, âm thanh chưa tương hòa mà tiền hậu tương tùy. Có nghĩa là thiên hạ đều biết cái biết đẹp là đẹp thế nào, thế là cái xấu vậy, điều mà biết tốt là tốt thế nào là tốt vậy. Bởi vì có không sinh ra nhau dễ khó thành tựu lẫn nhau, ngắn dài tạo ra lẫn nhau, trên dưới lẫn lộn với nhau, thanh âm hòa hợp với nhau, sao trước theo nhau, hai cái này nó đều tương quan tương duyên. Vì vậy mà dịch ra cái thơ thơ vần đó, tôi nhớ câu là người đời thấy đẹp biết khen, thế là cái xấu đã chen vào rồi, điều hai đã rõ khúc nôi, thời đà gian dở lôi thôi sinh dần. Mới hay không có chuyển vần, dễ sinh ra khó, ngắn nhân thành dài, thấp cao tùy ngó ngược xuôi, tiếng ca trầm bổng dòng đời trước sau. Cho nên vạn vật tác yên nhi bất tử, mà sinh nhi bất hủ, mà vi nhi bất thị, mà công thành nhi phất cư, phù duy phất cư, thị dĩ bất khứ. Có nghĩa là vạn vật hoạt động mà vẫn im lìm, sống động mà vẫn không có đồ quyền sở hữu, lao tác mà không có kệ công, công thành mà không có lưu luyến không không lưu luyến, nên mới không mất. Nên kìa xem muôn vật thảnh thơi, im lìm sinh hoạt một lời cũng không, ngày đêm làm chẳng kể công, mà công thành phơi phới tuyệt không bận lòng, không nắn ná lúc thành công, cho nên tồn tại mãi cùng thiên thu. Thôi mệt rồi, nó tới đây nghỉ được rồi, tuần sau tiếp, tuần sau tiếp cái bài đó đó, gọi là Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mất bồ đề, vô như cầu thố giác. Mệt rồi, nghỉ, nghỉ uống nước trà, đàm đạo với Phật tử chơi.